Chào cả nhà yêu hoa lan nhá. Hôm nay em có những cái giỏ lan đẹp xuất sắc gửi tới bác yêu lan. Đầu tiên lên các bác là một số cây tam bảo sắc xếp đứng này nhá. Đang có con nhá. Cây này đang có một mẹ một con này. Dòng lá xếp tam bảo sắc Lai Châu hoa trắng tím nhá. Hiện tại cây này đang có một con nhá. Mã số 1 nhá, 250.000 đồng. Tam bảo sắc lá xếp nhá. Cho mã số 1 250. Số 2 này, giò này thì cũng đang thấy nhú một lụ. Hai lụ. À quên. Ba này. Đang có ba con nhá, ba con không phải ba lụ. Đang nhú ba con. Mã số 2. 250.000 đồng. Mã số 2 250, bán rẻ thôi. 250 cho mã số 2. Số 3 nhá, giò này thì thân lá đẹp hơn. Lá to hơn nhá. Giò này cũng đang có mấy con nhá. Đang nhú một con này. Hai con này. Ba con này. Giò này hiện tại đang có nhú ba con nhá. Mã số 3 tam bảo sắc Lai Châu hoa trắng tím nhá, đang nhú con rất là nhiều nhá. Đang đẻ con là mầm lên. Mã số 3 350.000 đồng. Tam bảo sắc Lai Châu. Số 4 này, một cây tam bảo sắc lá xếp cây xếp đứng nữa nhá. Cây này em đang xem này. Đang cây này thì cây này đang chuẩn bị nhú con. Cây này đang chuẩn bị đẻ con. Mã số 4 nhá, tam bảo sắc Lai Châu cũng 350.000 đồng. Lá đẹp, cây đẹp, cây này cao khoảng 20 40 hơn, gọi là đến hết cổ lá này là 40 cm nhá. Mã số 4 350.000 đồng, tam bảo sắc Lai Châu hoa trắng tím. Số 5 nhá, mời bác đến một cây tam bảo sắc xếp đẹp này nhá. Xếp rụt nhá. Rụt rịt vào. Không biết quay kiểu gì cho các bác nhìn dễ nhỉ. Như này đi. Đấy. Một mẹ hai con nhá. Xếp đẹp như này các bạn này. Mã số 5 nhá, giò này là 1 triệu nhá. Một mẹ hai con, tam bảo sắc Lai Châu. Hoa trắng tím. Số 6 nhá là một giò, số giò tam bảo sắc bình thường đấy nhá. Nhưng nó là tam bảo sắc Lai Châu hoa trắng tím. Mã số 6 200.000 đồng tam bảo sắc Lai Châu. Dòng này thì hoa nó cực kỳ là thơm. Hoa thơm ngát luôn các bạn. Mã số 6. Tiếp theo bên em vẫn có cái sản phẩm đó là lụ hoa tam thất các bạn nhá, một sản phẩm cực kỳ là tốt cho sức khỏe bác nào bị những cái căn bệnh các khối u, các bác sử dụng sản phẩm này cực kỳ tốt. Tam thất này nó có tác dụng là đào thải những độc tố trong cơ thể, ngăn ngừa và gây ức chế các khối u, đặc biệt là u tuyến giáp hay u lang hay các dòng ung thư khác, thì các bác dùng cái này cực kỳ là tốt. Cái này nó sẽ hơi ngâm đắng nhưng đắng ngọt nhá, dùng rất là dễ dùng. Và sản phẩm này dùng là rất là dôi. Có 500g thì các bác có thể dùng tầm 2 tháng đến 2 tháng rưỡi được. Tam bảo lụ hoa tam thất cơ nhá. Lụ hoa tam thất này thì loại 1 này thì là 600.000 đồng trên cho 5 lạng các bác nhá, 600.000 đồng trên 5 lạng. Tiếp theo thì bên nhà em vẫn cái sản phẩm đó là mật ong rừng nhá. Đấy, các bác muốn lấy mấy cân thì báo em nhé. Cái này là nguyên tổ nhá, tổ này 9 cân rưỡi, bác nào sưu tầm thì là 250.000 đồng trên 1 kg. Cái này nó 9 cân rưỡi cơ, tổ này nó rất là già rồi. Tổ này chắc phải tầm 25 rồi đấy, 25 rồi đấy. Thì nó mới được tổ to như này. Nguyên tổ này nhá, 9 cân rưỡi. Các bác muốn lấy mấy cân thì em sẽ xẻ ra nhá. Rồi tiếp tục đến với những sản phẩm hoa lan nhé. Một giò cáo Lai Châu như này. Cây này khá là đẹp, lá to này.
lá này gần 4 sen đấy, cây này như cây này gần 4 sen đấy. Hai cây cáo Lai Châu này nhá. Mã số 6. 350.000 đồng cáo Lai Châu cho mã số 6. Tiếp theo cho một giò cáo đỏ này, cây này đẹp các bạn. Cáo đỏ nhá. Thân lá tím ngắt này. Mã số 7 bác là sưu tầm giò này thì 380.000 đồng cho mã số 7 cáo đỏ nhá các bác nhá. Số 7 380. Tiếp theo lên một cây cáo Lai Châu nữa, cây này nó là một cây thôi nhưng mà nó là cực kỳ là chất. Chất như lực cắt nhá. Một cây xếp đứng này. Bản lá đang mở rất là mạnh. Mã số 8. Bác là sưu tầm rồi này thì 400.000 đồng nhá. Cây này nó rất là khác biệt nhá các bác nhá. Tiếp theo một giò cáo đỏ nữa này. Đấy, cái này thì các bác về làm giống bởi vì này mình chăm từ bé nó sẽ đẹp hơn này. Bản lá ngắn nhá, lá ngắn nhá. Mã số 9 bác là sưu tầm thì 280.000 đồng cho mã số 9. Đây em lên cho bác một cái giò này. Bản lá đẹp luôn. Bản lá to nhá. Nó có mất một cái lá, mới lỗi một cái lá chứ không thì cây này thì thực sự nó cực chất này. Mã số 10 nhá bác nào sưu tầm cây này nhá, 280 nhá. Cáo Lai Châu nhá. Cáo đỏ Lai Châu nhá, bản lá ngắn này. Lá to này. Đấy. Cái này các bác làm giống nó đỉnh cao rồi. Vì lá nó rất là to luôn. Tiếp theo nhá, số 10 là một giò tam bảo sắc hàng nguyên rề nhá. Một mẹ một đàn con. Cái này là nguyên rề bóc rừng về và ốp luôn rồi các bác. Lá ngắn. Mã số 10 bác là sưu tầm thì 350 nhá. Mã số 10 350. Tam bảo sắc Lai Châu. Số 11 là một giò đen rô 5 cánh trắng họng nhung nhá. Mầm gốc tua tủa luôn. Cái này hoa đẹp lắm các bạn, hoa đẹp. Hoa trắng mốt, đang có lụ nhá. Em đang thích sưng lụ nhá, đang thấy này, một lụ, hai lụ. Cái dòng này thì nó ra hoa một năm ra mấy lần đấy. Cái này đang có lụ rồi. Đang sưng lụ. Thân ngắn này đang sưng lụ nhá, đang thấy hai lụ. Thân này thì chưa. Một năm ra tầm 3 4 lần hoa. Mã số 11 nhá, 300.000 đồng. Đen rô 5 cánh trắng họng đỏ nhung. Cái nó trắng tinh nhá bác nhá. Mã số 13 này. Một giò châu rừng, mã số 13. 250.000 đồng cho mã số 13 châu rừng. Mười bốn nhá, một giò châu rừng nữa, mã số 14 ba cây này nhá. 220.000 đồng cho mã số 14 châu rừng nhá. Số 15 nhà là một giò hương vali trắng tuyền. Một dòng lan nó rất là hiếm. Rất là hiếm trên thị trường, gần như tìm không thấy có các bạn. Đấy. Mấy năm bắt đầu mới sưu tầm được một giò này thôi. Mã số 15 bắt đầu sưu tầm thì 500.000 đồng nhé. Hương vali trắng tuyền. Hoa thì nó thơm vô đối các bạn. Số 16 nhá là một giò kim điệp mắt đỏ nhá. Một dòng lan thì phải nói giá trị khá là cao. Mã số 16. 650.000 đồng, kim điệp mắt đỏ, thân to đùng luôn nhá. Thân to mập như này thì hoa nó sẽ to. Cái này đang sưng lụ rồi các bác, đang sưng lụ rồi. Em đang thấy mắt nó trắng rồi. Cái này thì hoa tết rồi các bác, hoa chuẩn tết đấy. Cánh nó vàng, họng nó đỏ nhá. Kim điệp mắt đỏ 650.
Mã số 17 nhé, là một giò hạc vĩ Asa nhé, trắng tuyền nhá. Trắng tinh tình luôn. Như này quá nhá. Mã số 17 850.000 đồng hạc vĩ Asa trắng tuyền. Trắng tinh luôn. Gọi là trắng tinh khôi quá. Mười tám nhé, là một giò đùi gà năm cánh trắng họng bã trầu nhé, một dòng lan thì giá trị cực kỳ là cao. Ta có một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân, sáu thân. Đang có sáu thân hoa nhé và bốn mầm gốc này. Nó đã dễ đã bám sâu vào dớn rồi nhá, gần xiên sang bên này rồi. Bác nào sưu tầm giò này thì 950.000 đồng nhá. Đùi gà năm cánh trắng họng bã trầu nhá, cánh nó trắng, họng nó đỏ đỏ nhưng mà nó hơi ấy đi một tí, như kiểu như là bã trầu ấy, gọi là bã trầu. Mã số 18 này là 950 nhá, đùi gà bã trầu. Mã số 20 nhá, là một giò trâu rừng hai cây này nhá. Mã số 20 450.000 đồng. Trâu rừng nhá, cho mã số 20. Hai mươi mốt nhá, em lên một siêu phẩm nhá, tam bảo sắc nhá. Một mẹ năm con. Nhưng bây giờ đang đẻ, cây mẹ đang đẻ 7 con nữa và cây con đang nhú rất là nhiều. Nếu mà ngày mai nó ra hết thì không biết là bao nhiêu con, em thấy nó rất là nhiều luôn. Cây con đang thấy mấy luôn. Đang thấy mấy nhú mấy luôn. Lá ngắn nhá, lá ngắn tụ nhá. Lá nó ngắn 14 15 cm này các bác này. Lá nó ngắn luôn. Hàng nguyên bản luôn nhá. Bác nào sưu tầm rồi thì 2.500.000 đồng nhá, cho mã số 20. Hai mươi mốt nhá, là một trụ tam bảo sắc Lai Châu tiếp nhá. Mùa này các bác sưu tầm được dần là vừa vì sắp đến mùa nó rồi. Dòng này thì hoa nó cực kỳ sai luôn. Mã số 21 400.000 đồng. Mã số 21. Số 22 nhá, là một giò Van Dai Uyên Ương. Hoa thì thơm vô đối nhá. Mã số 22 220.000 đồng. Van Dai Uyên Ương cho mã số 22. Dòng này thì hoa nó cực kỳ thơm và hoa chuẩn Tết nhá. Số 23 nhé, là một giò sơn thủy tiên. Mã số 23 280.000 đồng. Sơn thủy tiên cho mã số 23. Số 24 nhé, là một giò đen dâu trắng tuyền, mã số 24. 250.000 đồng. Trắng muốt nhá, cánh trắng muốt. Hai mươi lăm nhá, một giò thập hoa trắng tuyền, dòng lan này khá là hiếm. Mã số 25 350.000 đồng, thập hoa trắng tuyền nhá các nhá, trắng tinh trắng muốt. Số 26 nhá, hạc vĩ trắng tuyền, nhà em rất nhiều hàng trắng nhá. Mã số 26 hạc vĩ trắng tuyền 300.000 đồng. Đây em còn giò trắng nữa, lên nốt cho bác này. Một giò đùi gà trắng tuyền nhá, đùi gà rừng nhá, 700.000 đồng. Đùi gà trắng tuyền. Trắng tinh trắng muốt luôn các nhá.
Mã xoay 8 là một giò combo 2 giò trầm dòng đỏ nhé, 250.000 đồng. 250.000 đồng cho mã số 28. Số 29 nhá. Là một giò kiều mỡ gà, 280.000 đồng cho mã số 29. Kiều mỡ gà. Số 30 là một giò trồn Lai Châu. 5 cây, đẹp như này. Mã số 30 trồn Lai Châu. 500.000 đồng cho mã số 30 trồn Lai Châu.